Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh review. Thì hôm nay mình rất là hồi hộp khi mà được giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm đến từ một thương hiệu Việt mà là thương hiệu Việt đầu tiên sản xuất ra pomade, đó chính là The Gen Spy. Thì tại sao lại là The Gen Spy đầu tiên? Thực ra thì The Gen Spy không phải là thương hiệu Việt đầu tiên, thương hiệu Việt homebrew đầu tiên sản xuất ra sản phẩm homebrew, mà chúng ta có thể kể đến một thương hiệu Việt khác với một cái sản phẩm sớm hơn nhưng mà không có tiếng nhiều, đó là tóc tai các thứ, thì bây giờ đã được tách ra làm hai, đó là Doppelganger và Trizet. Thì mình sẽ bỏ qua cái vấn đề đấy ở đây. Những thương hiệu Việt đầu tiên thì chúng ta sẽ có này, The Gen Spy với cái sản phẩm mà Homemade Oil Spray, Clay Oil Base đầu tiên thì phải, hoặc là Oil Spray gì đấy. Mình vẫn nhớ là cái sản phẩm màu đỏ trong hộp nhựa. Thực tế ra mà nói thì cái hộp nhựa của phiên bản đấy hiện tại bây giờ để mà mình hồi tưởng lại thì nó cũng khá là ok. Nó khiến cho mình lúc đấy thực ra thì cũng không để ý nhiều, nhưng mà để bây giờ hồi tưởng lại thì cảm giác là nó khá là tốt so với cái thị trường hộp bây giờ. Tuy nhiên rằng thì trong cái quá trình phát triển thì cái thương hiệu Trizet, nhầm, sorry vậy, Trizet, sorry sorry chết, thương hiệu The Gen Spy đã được nâng cấp thành hộp thủy tinh. Thì bình thường ấy mình sẽ giới thiệu với các bạn rằng là gì, cái hộp nhựa nó sẽ tối ưu thủy tinh. Tuy nhiên rằng là để ở trên góc độ mà mình đặt mình vào chiết là một founder, là một người phát triển sản phẩm, thì cái hướng đi của chiết sẽ không bám theo cái thị hiếu, theo cái kiểu rằng là chúng tôi sẽ ngày càng công nghiệp và cái sản phẩm chúng tôi sẽ ngày càng hoàn thiện theo cái hướng rằng là để làm hài lòng đại đa số khách hàng. Hướng đi của chiết nó có một cái gì đấy nó cá tính ở trong cái sản phẩm, bao gồm là gì, chiết nó giữ nguyên cái sản phẩm ở trong cái hộp thủy tinh này nhằm tạo ra một cái cảm giác nó chắc chắn, nó cổ điển, và nhìn nó cái thẩm mỹ nhìn chung vào một cái hộp thủy tinh nó cũng nhìn trong cũng ra dáng một cái gì đấy nó thủ công hơn là với một cái sản phẩm nhựa. Đó là cái mà mình hiểu chiết. Còn lại nếu mà có một ý gì nữa thì mình cũng không rõ, tại mình cũng chưa hỏi chiết sợ nhiều lắm. Đó thì founder của The Gen Spy là chiết võ đã theo đuổi những thứ như thế từ mấy năm gần đây. Thì trong cái quá trình phát triển The Gen Spy thì chiết cũng để lại cũng khá tương đối nhiều dấu ấn. Tuy nhiên rằng là có một khoảng thời gian độ khoảng 2 3 năm ở đoạn giữa giữa gì đấy thì thương hiệu The Gen Spy gần như là bị đẩy ra ngoài thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì là trong thời gian đấy thì chiết không dành nhiều thời gian cho nó, mà chiết chỉ duy trì nó ở một mức nhất định. Trong đó thì chiết có làm ra hai sản phẩm theo mình nhớ. Theo mình nhớ là hình như là chỉ có một sản phẩm đặc biệt, là chỉ có phát triển một sản phẩm, hình như là Clay, và về sau sẽ là một cái con, và hình như một con pomade thì phải, nếu mình không nhớ không nhầm. Thì trước đấy thì cũng có cả xịt tóc, xịt muối biển rồi, nhưng mà chiết hủy không làm nữa, tôi tập trung vào con Clay thôi. Thì con Clay mình sẽ review sau. Các bạn nên nhớ nên phân biệt giữa là con The Gen Spy Clay cũ và con sản phẩm mình sắp giới thiệu đây là hai phiên bản khác nhau. Có thể là đây là phiên bản nâng cấp của con Clay đấy, nhưng mình sẽ tách ra làm hai clip để cho các bạn thấy rằng cái sự thay đổi của The Gen Spy như thế nào. Thì xin giới thiệu với các bạn The Gen Spy Nucci. Nucci đây là một sản phẩm mà được giới thiệu trên bao bì là Made Clay, Matte Clay. Sorry, hôm nọ vừa có người chỉnh cho mình, hôm lâu rồi vừa có người chỉnh cho mình cái việc đánh vần của từ mát này. Đó, thì trên bao bì của The Gen Spy rất là đặc biệt. Bao bì của The Gen Spy sẽ không phải là bao bì mà liền mạch một cái đoạn giống như kiểu Sea Level mình có ở đây để cho các bạn xem, hoặc là flagship. Hay đây, chúng ta sẽ so với là mình xem gì tiện. Này, Sea Level ha. Đó, ví dụ như Sea Level hoặc là rất là nhiều hãng pomade sẽ là một cái bao bì liền mạch như vậy. Thì ở The Gen Spy chúng ta có cái bao bì nó tách riêng ra thành nhiều phần. Đó, đầu tiên thì phần mặt trước chúng ta sẽ có cái tên thương hiệu, cái tên sản phẩm và cái đặc tính của sản phẩm, bao gồm mình thấy rất rõ ở đây là phân chia ra thành hai phần, và ở đây cũng có một cái khung mờ mờ tách ra so với những cái thiết kế bên dưới, đó là chữ The Gen Spy đó ở bên trên và chữ Nunchi ở bên dưới. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái đặc tính sản phẩm là Matte Clay.
Thì ở đây chúng ta là gì? Thực ra ấy, thì cái đây là một cái biểu tượng của Dragon's Bay từ rất là lâu rồi. Và cái biểu tượng này thì mình hỏi chiết ấy, và cũng được tìm hiểu, tham khảo qua. Thì đây là cái biểu tượng của cái mái tóc, nhưng mà nó được cách điệu lên giống như kiểu một ngọn lửa. Đó. Thật ra thì ban đầu mình nhìn vào mình cũng tưởng ngọn lửa, nhưng mà khi mình nhìn kỹ vào các bạn, đó, khi mình nhìn kỹ vào đó, vênh vênh lên, nếu mà các bạn hình dung ra có một khuôn mặt ở dưới này thì nó sẽ là hình mái tóc các bạn ạ. Rất là hay, mình rất là thích cái thiết kế kiểu như này. Thực ra là mình cảm giác rằng là nó có một cái sự đặc biệt riêng, nó giống như kiểu là nó không lộng quá vào cái kiểu phong cách barbershop, kiểu như là một ông râu quay nón rồi tóc pompadour hoặc là side part gì đấy ở trên một cái sản phẩm. Nó cũng không có đơn giản quá, chỉ toàn chữ là chữ, nó cũng không quá phức tạp, nó một hình phức tạp quá, mà đơn giản ở đây là một cái hình tượng gợi mở cho chúng ta thấy rằng một cái biểu tượng trông rất là quen mà vẫn có một cái ý nghĩa nào đấy khác ở bên trong đó, một ngọn lửa và một mái tóc. Liệu có bao giờ người ta bảo hai cái hình ảnh tương tự giống nhau không, thì mình nghĩ là chả ai nghĩ như vậy cả, đến khi mà vào tay một designer, một nhà thiết kế và một người founder mà có một ý tưởng táo bạo thì nó sẽ ra như này. Đó là cái điểm cộng về cái phần mặt thiết kế. Tuy nhiên rằng là ngay cái phần này cũng lại là điểm trừ luôn, bởi vì là cái công nghệ in nhãn ở đây thì đây chính là cái phần mà rất hay bị bong ra, hay bị bong ra của Dragon's Bay. Với những người mà sưu tầm sản phẩm ấy, thì thường một thời gian sau thì sẽ bị bong ra. Và cậu em cho mình mượn cái like Dragon's Bay này ở trên con Profiter này đã phải bọc cái màng bọc thực phẩm vào để bảo quản label của Dragon's Bay. Đấy là một cái điểm trừ mà rõ ràng thì ai sử dụng Dragon's Bay thì cũng đều biết từ trước đến giờ luôn. Đó. Cái chất liệu bao bì này, chất liệu nhãn này thực ra cũng bình thường, cũng không quá dày. Theo mình thấy thì đây chỉ là bao bì giấy được cắt mờ lên mà thôi. Thì điểm trừ duy nhất ở trên cái bao bì này không phải là chất bao bì. Chất bao bì rất bình thường. Điểm trừ duy nhất là cái thiết kế này nó khiến cho cái việc là bao bì nó hay bị bong quá, và mình chắc chắn là chết biết rõ điều đấy. Tuy nhiên rằng là cái gì thực ra thì cũng không thể hoàn hảo hết được, nó sẽ phải chịu một cái thiệt thòi nhất định, một cái gọi sao nhỉ, mặt tiêu cực nhất định để mà có thể nhấn mạnh vào cá tính của cái thương hiệu đấy, chứ không phải là cái gì cũng cơ bản, cái gì cũng hoàn hảo. Để khi mà các bạn cứ nghĩ ở một thế giới toàn thứ hoàn hảo ấy thì nó cứ sẽ rất là nhàm chán và nó cũng rất là khó chịu. Và mình kiểu nửa ủng hộ và nửa không ủng hộ cái việc này. Nếu mà có một cái phương pháp nào đấy vẫn giữ được cái chất của cái bao bì này và nó không bị bong ra nhiều thì mình hoàn toàn ủng hộ chiết thay đổi cái điều đấy. Tất nhiên là mình cũng không muốn nó mất đi cái sự đặc biệt này. Thực sự nó rất là đặc biệt các bạn. Bình thường thì chúng ta sẽ chỉ cắt tròn, chúng ta sẽ chỉ cắt vuông, hoặc có khi là bó góc vào thôi, nhưng mà ở đây từng cái đường nét này được đầu tư các bạn. Mình nghĩ rằng là cái khuôn để mà in cái nhãn này ra, để cắt, để bo cái nhãn này ra ấy, là độc nhất ở Việt Nam luôn. Rất độc đáo. Khi mà sang đến bên phải, mình sẽ đi lần lượt từ trái sang phải, thì chúng ta có một cái tem nhỏ nhỏ ở đây. Đó là để có một tem tròn để mà ghi một cái mùi. Ở đây là ghi một chữ Asen Espresso như thế này. Thông thường chúng ta sẽ có một cái tấm giấy dán kiểu như thế này, kiểu kiểu như thế này đó. Nhưng mà nó hình tròn thì dán lên sản phẩm, dán lên nắp, dán lên đáy. Mình sẽ ghi người brew, người nấu ấy, hoặc là người chủ hãng sẽ viết rằng là đây là mùi gì đấy đó. Tuy nhiên rằng là đấy là những homebrew khác, và mình tin chắc chắn rằng là ở nơi chiết đã có cái sự đầu tư, đã có sự nghiên cứu và có cái cá tính vào trong cái sản phẩm. Thành ra là chiết đã cố định bằng cái việc là sử dụng mùi espresso này và in hẳn ra luôn, in hẳn ra để dán lên một cách rất là, nói chung là để mà nói rằng là chỉn chu thì cũng không hẳn, bởi vì bên này có nhưng mà bên này thì không. Nhưng mà có cái sự đầu tư, và cái sự đầu tư này khiến cho mình cảm giác mình được trân trọng. Bởi vì nếu mà xét góc độ khi mà mình trải nghiệm như này, mình là một người khách hàng, thì mình thấy rằng là đây không phải một cái chữ viết tay, mà đôi khi mà ví dụ như chữ mình sầu đau sầu đớn luôn, mình viết tay thì có khi mà khách hàng đánh nhau thêm, chứ đừng nói là người ta cảm ơn mình. Thế cho nên là mình thực sự mình thích cái tem này, dù nó rất là nhỏ thôi mà mình mất thời gian để nói các bạn cảm giác rất là ngớ ngẩn, nhưng mà thực sự ra mà nói thì chúng ta nên đầu tư, đúng không ạ? Nên có một cái sự cố định như vậy, tránh cho việc là mình rất là gặp
nhiều người bảo là ô anh ơi cái bản lần này mùi nó khác bản lần trước là ok các bạn thay mùi nhiều không sao, nhờ với góc độ khách hàng, thậm chí là nếu mà đặt mình vào một người khách hàng tâm lý khách hàng mới tìm hiểu ấy, mình lên mạng mình tìm rất là nhiều thông tin, tự nhiên có một sản phẩm từ năm 2016 có độ khoảng 20 mùi trong vòng 4 năm hay 20 mùi, rõ ràng có những lúc mà người ta chê chê kiểu cái mùi này tệ vãi, hoặc là cái chất sản phẩm ở trên cái mùi này tệ vãi, cái mùi thì tốt nhưng chất sản phẩm này tệ, xong rồi kiểu mình rất có những rất là nhiều thông tin về một sản phẩm, và khi đó mình bắt đầu nản rồi thì mình nhìn thấy một quảng cáo khác về một sản phẩm khác có một mùi hương khác, có lẽ là không thơm lắm hoặc là có lẽ không có mùi, mình nghĩ rằng là mình chỉ cần một lọ xoa vuốt tóc mà thôi và mình sẽ mua sản phẩm kia. Đó là cái nhược điểm của việc là thay đổi mùi sản phẩm. Nói thẳng ra là thực ra thì chúng ta không phải là một, khi mà mua sáp thì chúng ta không phải là một người chơi mùi, giống như kiểu là mọi người cứ lầm tưởng rằng là chơi sáp thì chơi nhiều mùi là giống kiểu nước hoa vậy, nhưng mà mình thề các bạn luôn là các bạn mua đến lọ sáp thứ 100, mình thề các bạn luôn cái cảm xúc nó sẽ khác so với cái cảm xúc bạn mua lọ nước hoa thứ 100. Bởi vì rằng là sao, nếu lọ sáp công bố từng đấy mùi với hai lọ sáp công bố chung một cái kiểu mùi, tức là cũng kiểu mùi lê, mùi táo chẳng hạn, mùi vải ABC gì đấy, mùi A, mùi B, mùi C, hai ông công bố tương tự như nhau thì cái những cái nốt mùi nó cũng kiểu na ná như nhau, nó không có sự khác biệt, không tạo ra sự bất ngờ. Bởi vì là đơn giản là mùi sáp là mùi tuyến tính. Tuyến tính là gì? Tức là một cái mùi mà nó chỉ đơn giản là mùi đấy thôi, nó không phải là cái mùi mà nốt nọ nốt kia được, nó không có cái sự thăng hoa ở trong cái chất. Bởi vì đơn giản là sáp là đặc chứ không phải sáp ở dạng cồn hoặc là sáp ở dạng lỏng, nên là không có sự bay hơi dần dần, nó sẽ không có sự chuyển lớp nhiều. Đó là một cái mà khá là tệ trong cái trải nghiệm sáp vuốt tóc. Mà bản thân mình là một collector, một nhà sưu tầm, thì mình cũng hạn chế đi dần cái điều đó. Mình sẽ chọn những cái mùi nào thực sự là ngửi một phát là thích ngay, ngửi phát thích ngay. Đó, thì đây, thì đó là một cái hạn chế của Omu và mình sẽ không nói nữa. Quay trở lại với Jergenbay Nunchi, thì chúng ta có tem mặt sau nữa. Tem mặt sau chúng ta sẽ có thành phần và hướng dẫn sử dụng, cùng với đó là trọng lượng và một cái một dòng có nghĩa gì, một dòng tiếng Anh nghĩa là Well Shot and Powdery Brew in Vietnam. Cái này thì dịch nôm na ra là kiểu như là nguồn gốc nguyên liệu đảm bảo và tự hào là được nấu tại Việt Nam đó. Ở trong này thì thành phần không có gì gọi có đặc biệt, mình đang đọc lướt qua thì thực sự ra mà nói không có gì quá đặc biệt ở trong cái bảng nguyên liệu này. Nó cũng là những cái nguyên liệu bình thường ở trong những cái sản phẩm mỹ phẩm có thể ở trong siêu thị hoặc là ở trong homebrew rất là nhiều, không có gì quá đặc biệt giống như kiểu Morris Molly. Và đến hướng dẫn sử dụng cũng không có gì đặc biệt các bạn, không hoàn toàn không có gì đặc biệt, tức là một cái rất là cơ bản. Thì xuống dưới đáy chúng ta sẽ có một cái chữ số 022. Thì ở đây thì mình nghĩ là đây là cái loại hộp, mã loại hộp thủy tinh, loại lọ thủy tinh mà cái nhà sản xuất lọ thủy tinh đánh dấu vào cái loại này. Đó, nó có thể có loại 021 mỏng hơn hoặc dày hơn chẳng hạn, kiểu thế. Và cuối cùng ở trên nắp này chúng ta sẽ có biểu tượng, một cái biểu tượng bao gồm logo của Jergenbay và cái hình ảnh chính đấy là tên sản phẩm và cái mô tả chất sản phẩm, đấy là tên sản phẩm là Nunchi và Matpage. À bên nhầm, Matclay, sorry, cứ là quên Matpage, clip này nhiều thứ quá. Ngôi sao 6 cánh này thì chúng ta sẽ có phần cánh bên trên, ở trên có một dòng chữ rất là nhỏ. Mình thì do hạn chế của camera nên là không thể dí sát cho các bạn xem được. Đó, có ghi ở đây là Make in Sài Gòn. Và ở bên dưới chúng ta sẽ có là size 2015, tức là từ 2015, một trong những người đầu tiên luôn ạ. Đó, thì khi mở nắp thì nắp này có một lớp bìa như bình thường, bìa màu trắng này, thì đây sản phẩm để lâu rồi nên là khi mà cái sản phẩm để lâu thì hơi nước cũng bay dần lên và khiến cho cái nắp này đổi màu sang ở hơi ngà ngà vàng vàng nâu nâu như chất sản phẩm. Và ấn tượng đầu tiên khi mà mình ngửi mùi espresso này, thực ra mùi espresso của chiết không mới, của Jergenbay không mới, mùi espresso này để mà nói ra có giống mùi cà phê, mùi espresso ở ngoài cửa hàng cà phê mình uống hay không, hay chúng ta uống hay không, thì với một người không phải là một chuyên gia cà phê hoặc là không phải là người thường xuyên uống cà phê, chỉ đơn giản là ngửi mùi cà phê rất là nhiều, mà rất là nhiều người uống cà phê mà,
thì đây không phải một thuật mùi hoàn toàn giống, nó để mà miêu tả cho các bạn hiểu thì đây giống mùi cái bánh bánh gì mà hình cô bé mà cái đội nón tai béo nhỉ, cái bánh nhỏ nhỏ mỏng mỏng, bánh quy nhỏ mỏng mỏng, đại khái thế, một cái kiểu bánh sô cô la cacao, bánh quy các bạn, mùi bánh quy chứ không hẳn ra mùi espresso, bởi vì mình phải miêu tả kỹ như thế này, bởi nếu mà nói mùi espresso thì nhiều người sẽ đồng tưởng theo kiểu là có một chút gì đấy cái hình ảnh của cái sự từng trải, nhưng mà thực ra thì cái mùi bánh quy này nó khá là trung tính và mình nói thẳng ra là mình khá là thích nó. Nó nổi bật hơn so với những cái mùi hoa quả khác trên thị trường. Những cái mùi hoa quả nó sẽ thoảng thoảng, nó sẽ thơm ngát hoặc là thơm đậm. Nhưng mùi espresso này là một mùi rất là đặc biệt. Nó không hẳn là nói cái sự cá tính mà nó có cái sự đặc biệt riêng của nó. Nổi bật, không quá trầm cũng không quá ngọt. Hít một hơi sâu thì chúng ta có thể nhận ra rõ là cái mùi espresso hơn, nhưng mà để mà thoảng qua thì cái ấn tượng là giống mùi bánh quy sô cô la hơn, sô cô la cacao hơn là các bạn ạ. Đó. Thì mình sẽ thử dùng một ít nha. Sản phẩm đây là chất clay các bạn. Mình tin đoán là nó sẽ hơi cứng cứng. Nhưng mà mình tiên đoán nhầm. Khá mềm. Khá là mềm so với clay bình thường. Mềm lắm các bạn, mềm cực kỳ mềm. Nó không có một cái gì vất vả. Và chất sản phẩm này màu nâu. Thì đấy, khi mà ngửi cái sản phẩm chưa cần nhìn chất, cảm giác là mùi bánh quy, nhưng mà đây màu này cũng màu bánh quy luôn. Đó. Giống như kiểu, nếu mà nói đây kiểu nguyên liệu là 100% bánh quy, chắc là cũng có người tin. Thật. Và cái cảm giác so ra tay cũng giống như mọi con clay khác, cảm giác ấm ấm nóng nóng. Khi vuốt lên tóc ướt, cảm giác ngay lập tức có độ dính, có một chút độ nặng. Mình có một cái tiên đoán trước, mình thử tiên đoán trước ha. Đấy là khi mà tạo form trên tóc ướt này, nó sẽ cảm giác là một cái kiểu bóng mờ và tương đối bồng bềnh, không biết là mình có đúng hay không, nhưng mình sẽ sấy thử nha các bạn. Nếu mà nói rằng một đây là một sản phẩm là giữ nếp cao với mình, với kiểu sử dụng như mình ấy, kiểu dùng một lần trên tóc ẩm, tóc ướt ấy, thì thực sự mà nói thì chắc là cũng vậy. Thực ra thì nó là sản phẩm giữ nếp hoặc firm. Nhưng mà mình cảm giác nhé, nó không quá zip như những clay khác. Nó hiện tại đang cho mình cái volume khá là ổn định. Tuy nhiên rằng là mình cảm giác là nếu mà mình dùng lên thêm ấy thì nó sẽ bị bẹp ấy.
có thể là nó thiết kế cho kiểu kiểu tóc là kiểu những người không tóc không thưa như mình. Thế nên là cũng xin phép mọi người rằng là sẽ có clip này sẽ nhận xem cách chủ quan một tí. Không biết là nó sẽ có chính xác hay không, nhưng mà đấy, tóc thưa trên tóc ướt vuốt lên xẻ lên thì cái độ dính ở mức tương đối, không quá dít, không quá dít, nó không kiểu như là mấy con Morris Molly mà lúc vuốt lên cảm thấy dít hẳn luôn, hoặc là như kiểu Bavarian, nhưng mà dít một cách vừa đủ mà mình thích cái cảm giác này, nó vừa đủ để kiểu như là mình vẫn có thể biết được rằng là mình cần thêm một lượng nữa sử dụng. Và bản thân những người tóc thưa như mình thì thực sự ra không thích cái cảm giác dít của chị một tí nào. Khi mà sấy lần hai, tương tác nhiệt lần hai ấy, mình có cảm thấy một chút không, không rõ vì sao, nhưng mà khi mà sấy lên ấy, sấy lên lần hai như thế này, tức là mình vẫn chưa sử dụng xem sắp lần hai, mình chỉ sấy lên lần hai thôi à, đó cũng hơi khác một chút so với các sản phẩm khác, mình cảm thấy cái sự rít của nó giảm đi luôn, đó nó giảm đi luôn, nó cảm giác là vẫn có được cái độ dính trên tóc, tạo form rất là tốt, bóng mờ này các bạn, đó. Tuy nhiên rằng là để mà tính độ giữ nếp thì nó khoảng trung bình đến thấp, tức là light, tức là medium đến light medium gì đấy đó. Bản thân mình đến lúc này mình vẫn thật sự đang rất thích sản phẩm này, tuy nhiên rằng mình vẫn phải sử dụng thêm một lượt nữa để xem là nó sẽ chắc chắn đến đâu, và mình sẽ sử dụng thêm một lượt sản phẩm như thế này. Và mình đã hoàn thành xong kiểu tóc khi mà dùng Nunchi Matte Clay ở trên nền tóc mỏng thưa và độ dài khoảng 20 cm, thì Nunchi cho mình một cái độ bóng mờ, một độ bóng mờ chính xác là bóng mờ, độ phồng với mình
với cái kiểu tóc này của mình. Thì đây là độ phồng vừa phải, có phần hơi thấp. Tuy nhiên rằng là cũng không thể nào mà yêu cầu quá cao, bởi vì thực sự ra là bản thân khi mình làm clip này, mái tóc này của mình đang ở trên cái tình trạng là bị out form, tức là dài quá, cái việc là tóc dài không có chỗ điểm đáp ấy ạ, thì cái độ phồng nó sẽ bị giảm. Và mình sẽ không nói quá nhiều độ phồng, bởi vì mình tin chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều người đánh pom với cái sản phẩm này cao hơn mình rất là nhiều và nhìn trông đẹp hơn rất là nhiều. Mình sẽ nói sâu hơn về độ giữ nếp. Thì độ giữ nếp mình cảm nhận ở trên nền tóc của mình, ở trên nền tóc của mình hiện tại, trên khoảng trung bình medium một chút, có thể nói rằng nó ở mức firm. Tuy nhiên rằng là với cái trải nghiệm như vậy thì mình nghĩ rằng những cái bạn tóc quá dày dễ che thực sự dùng cái sản phẩm này không thực sự là phù hợp, không quá phù hợp, bởi vì rằng nó không có đủ độ cái giữ nếp, cái độ dính cho cái mái tóc của các bạn. Nó có thể là một cái sản phẩm nó nhẹ và vừa đủ độ dính với những bạn tóc mỏng. Tuy nhiên rằng là với những người mà tóc quá dày, sợi dễ che chẳng hạn, đây là một sản phẩm mà mình nghĩ rằng nếu mà các bạn không phải là một người để những kiểu tóc rồi những kiểu tóc mà yêu cầu ít độ giữ nếp thì không hoàn toàn phù hợp. Vậy thì chốt lại sản phẩm này phù hợp với những ai? Mình sẽ nói rằng là sản phẩm này phù hợp với những người tóc mỏng, trừ tóc mỏng thưa, mỏng trên trung bình nha các bạn. Tới tóc trung bình tức là kiểu sản phẩm tóc mỏng dùng chỉ nhiều hơn một chút lượng dùng thôi là ok. Tóc mỏng và trung bình, mật độ ok, không quá thưa là được. Tóc ngắn có dùng được không? Mình thấy rằng tóc ngắn không hẳn là dùng được tốt, bởi vì khi mà tóc ngắn cái form soft quip mà crop thì họ cần cái sự mà dính một chút để mà tạo ra nhiều cái texture. Và cái sản phẩm này mặc dù có rất là nhiều texture, tuy nhiên rằng là cái độ giữ nét không đủ, nên là chưa hẳn là đã có thể sử dụng trên nền tóc ngắn. Ở tóc độ dài theo kiểu side part form đó, ok. Dùng trong môi trường nào, với những bạn trẻ mà đang đi học, đang học sinh sinh viên, có một chút năng động và có muốn cái mùi gì đấy nó đứng đắn, chứ nó không phải là cái mùi thơm thơm của hoa kiểu quả, một cái mùi đứng đắn, thì chúng ta hãy mua cái sản phẩm này, hãy mua Nunchi Matte Clay của Genesis Bay để sử dụng. Nó là một trong những cái sản phẩm clay có mùi mà theo mình thấy nó khá là trung tính, nó không quá già, nó không quá trẻ. Thì đấy, các bạn hãy mua Matte Clay của Genesis Bay với mức giá rất là ưu đãi. Mình nhớ không nhầm, hình như mức giá là 360.000 cho một lọ 4 ounce như thế này. Đó, khá là ưu đãi. Với mình, đây là một sản phẩm tuyệt nhất khi mà mình sử dụng một lần đầu tiên, bởi vì nó cho mình cái cảm giác nhám rất là tốt, và mình cảm giác giống như là mình đang sử dụng Morris Molly vậy. Tuy nhiên rằng là nhám thôi chưa đủ, mình cần phải giữ nếp nữa. Và cái giữ nếp này, cái những bộ giữ tóc này chưa đủ, nó có thiếu một chút nữa thôi này, nó có thể có một cái trải nghiệm tương đồng với Morris Molly. Tuy nhiên rằng thì chưa đủ, cần một chút xíu nữa thôi là cái trải nghiệm nó đã tương đồng rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Mình sẽ cố gắng review hết line scan bay này và chuyển qua những cái line khác sớm thôi. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng, sẽ được mình đánh giá những cái con sản phẩm mà có khi các bạn chả biết đến bao giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới, cực kỳ nôn nóng muốn làm clip gửi lên cho các bạn xem. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đẹp trai. Nguyên Huy xin hết ở đây, tạm biệt.